đã lắm, ném vô cái là nó nằm luôn tới không, tới là muối luôn các bạn ơi. Đấy, đó một miếng cá ngừ để ở đây. Ở đây họ có cho đậu phộng, không biết phải là rồi cũng bỏ tại giờ còn đây gói lại. Thử nha các bạn, nếu mà được thì tiếp tục, còn không được thì coi như cũng là một cái trải nghiệm. Xin kính chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh Nguyễn Thành Nhơn Vlog. Lời đầu tiên, Nhân xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi xem video trên kênh. Đồng thời thì Nhân cũng chúc cho các bạn có những niềm vui trong cuộc sống và luôn thành công trên mọi công việc của mình. Các bạn thân mến, mỗi khi mà chúng ta đi du lịch đến một cái địa phương nào thì ngoài việc tham quan, thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp của các danh thắng tại địa phương đó thì việc trải nghiệm những món ăn đặc sản vùng miền cũng rất là thú vị, bởi vì mỗi địa phương thì có những cái sản vật khác nhau, cũng như là có những cái cách chế biến món ăn khác nhau. Có thể là cái món ăn ở địa phương này có, nhưng mà ở địa phương khác thì không, hoặc là có thể địa phương này có, địa phương khác cũng có, nhưng mà các cách chế biến thì khác nhau do cái khẩu vị ăn ở mỗi vùng miền khác nhau đó các bạn. Thì hôm nay trong cái chuyến ra Phú Yên 3 ngày lần này, Nhân cũng đã tham quan được các cái danh thắng tại cái miền đất được mệnh danh là hoa vàng trên cỏ xanh này, và đồng thời thì Nhân cũng đã trải nghiệm được vài món ăn mà nhất định mỗi ai khi đến Phú Yên đều phải thử qua. Các điểm đến tại cái vùng đất Phú Yên thì Nhân cũng đã chia sẻ trong các một cái video trên kênh trước đây. Còn trong video này thì Nhân sẽ giới thiệu vài cái nét ẩm thực đặc trưng ở cái vùng đất Phú Yên này. Trước khi vào cái nội dung chi tiết thì các bạn nhớ ủng hộ cho Nhân một like, một đăng ký và chia sẻ video để Nhân có thêm một cái động lực để tiếp tục giao lưu cùng các bạn trong những cái chuyến đi sắp tới. Rất là cảm ơn các bạn. Cái món ăn đầu tiên mà Nhân giới thiệu các bạn đó là cháo lòng bánh hỏi. Đây là một cái món ăn rất là phổ biến của người dân Phú Yên, Bình Định. Đây là một cái món ăn cũng bình dân và được xem cũng như là một món ăn sáng. Trước khi ra đây thì Nhân cũng đã được những cái người thân đi trước thì cũng có nói là khi ra ngoài Phú Yên thì nhớ là trải nghiệm thử cái món này. Thì thoạt nhìn thì nó cũng rất là giống cái món cháo lòng ở Tân Hiệp thuộc về huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang các bạn. Thì họ cũng ăn cháo lòng, cũng có bánh hỏi, cũng có lòng heo. Nhưng mà cái điều khác ở đây thì Nhân thấy là họ có một cái chén ớt, cái tỏi này nè. Rồi cháo thì họ đựng trong cái chén nhỏ chứ không phải là cái tô. Cái món này thì cũng bình dân, một phần như vậy thì chỉ có 25.000 thôi. Cho nên là sáng hôm nay trước khi đi trải nghiệm những cái danh thắng ở tại thành phố Tuy Hòa thì Nhân cũng tìm đến một cái quán để thưởng thức cái cháo lòng bánh hỏi này. Các bạn mình đến ở Phú Yên thì có một cái món mà nó cũng rất là lạ mà chúng ta phải thử. Đây là cái món bánh hỏi cháo lòng. Ở trong cái miền Nam chúng ta thì ăn cháo mà cái tô, còn ở đây thì còn chỉ là cái chén này thôi nè. Rồi cái lòng heo với bánh hổ chấm với nước mắm như thế này. Khá là ngon, mềm, lòng rất là mềm nhưng là bị nước mắm. Nước mắm là nó có cái vị giống như ngọt, rất là chấm cho ăn rất là ngon. Rồi ăn xong rồi thì chúng ta hấp miếng cháo. Cái điều mà thú vị ở đây là cái cháo này họ để trong cái chén các bạn, chứ họ không có tô. Cho nên là khi mà nếu mà ở những người miền Tây chúng ta, ví dụ vô quán rồi mình kêu là cho một tô cháo lòng, nhưng mà ở đây là chúng ta kêu tô là không đúng rồi. Nên là ở đây là mình chỉ người ta hỏi mình ăn cái gì thì mình ăn nó cáo lòng bánh hỏi. Thì người ta làm một cái combo như thế này. Đây là một món rất là ngon mà nếu mà chúng ta đến Phú Yên thì chắc định là chúng ta phải thử. Giờ này là cái buổi chiều của cái ngày đầu tiên Nhân ra Phú Yên. Và hiện giờ thì Nhân đang có mặt tại cái quán Bà Tám. Đây là một cái quán chuyên bán về những cái món ăn về cá ngừ đại dương. Địa chỉ tại đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa đó các bạn. Đây là một cái quán khá nổi tiếng mà trên những cái trang mạng cũng hay viết về quán này. Mặc dù là một cái quán bình dân nhưng mà rất là nhiều người biết đến. Thì hôm nay Nhân cũng tìm đến đây để thưởng thức những cái món từ cá ngừ. Chúng ta thấy cái menu ở đây thì hầu như là chủ lực cũng vẫn là những cái món từ cá ngừ thôi các bạn. Ở đây thì có một cái món rất là nổi tiếng, đó là mắt cá ngừ. Và có món thứ hai nổi tiếng nữa, đó là cá ngừ đại dương sống ăn với mù tạt. Thì trước hết thì ngày hôm nay Nhân sẽ trải nghiệm cái món mắt cá ngừ trước. Và có thể là chiều mai Nhân sẽ trở lại để thưởng thức món cá ngừ đại dương sống chấm với mù tạt đó các bạn. Thì cái mắt cá ngừ đại dương này á, họ chưng vô thuốc bắc, họ đựng trong cái thố. Thì cái giá cho một cái thố mắt cá ngừ như thế này á là 40.000. Và ăn kèm với cái rau cải xanh cộng với một cái lượng ít tía tô, họ sắc rất là nhuyễn. Do cái thố bằng sành giữ nhiệt cho nên là khi mà họ bưng ra thì nước ở trong thố vẫn còn nóng. Chúng ta chỉ việc nhúng cải xanh vào trong cái nước của cá ngừ này thì chúng ta ăn. Cái món mắt cá ngừ này thì chúng ta ăn với nước mắm mặn ha các bạn. Chúng ta thấy nước có rất là nhiều mỡ. Thì đây là một cái món ăn Nghiệp nghĩ là cũng khá là béo. Vì cái mắt cá thì nó cũng giống như mỡ, mắt cá mềm đó các bạn. Rất là nóng. Cái mắt cá ăn rất là béo luôn. Nhưng mà có cái họ hầm bằng thuốc bắc các bạn. Cho nên là cái mùi nước rất là thơm. Chúng ta cũng không nghe cái mùi tanh của cá. Chỉ thấy có vị ngọt và béo của cái mắt cá. Đúng là lời đồn không sai, cái món này là một cái món rất là đáng được trải nghiệm các bạn. Quá là ngon luôn, mà chúng ta thấy rằng ở các địa phương khác thì cũng không có bán. Cái mắt nó béo, béo cải với mà tía tô. Các bạn nghĩ món ăn nếu mà nguội ăn được. Ở trong cái thố này thì Nhân thấy là không phải chỉ có mắt không các bạn, mà như là có cái ức cá. Nhưng mà cái thịt ức thì ăn cũng khá là ngon. Vừa ăn khỏi chấm. Đây là cái món lòng cá ngừ xào đó các bạn. Đúng ra thì mỗi một người đến đây mà chúng ta ăn một cái con mắt cá ngừ này á, thì cũng có thể là vừa no, nhưng mà do cái Nhân cũng muốn trải nghiệm nhiều cái món ăn từ cái cá ngừ mà trước giờ thì Nhân cũng chưa có trải nghiệm, cho nên là Nhân kêu thêm một cái dĩa lòng cá xào củ hành này để trải nghiệm. Các bạn thân mến, sau một hồi thưởng thức hai cái món có thể gọi là đặc sản của đất Phú Yên này á, thì Nhân có một cái nhận xét rất là chân tình. Đây là rõ ràng đúng là hai món ăn rất là ngon. Mắt cá ngừ thì đựng trong cái thố như này cho nên là chúng ta ăn cho tới hết luôn nguyên còn nóng các bạn. Cái món này thì ăn rất là béo, không phải chỉ có mắt cá không mà còn có cái lượng cá nữa. Và khi ăn là càng ngon hơn là khi mà chúng ta bỏ không hợp cải này dưới cái lá tế bào vô đây. Cái nước thì thấm bằng thuốc bắc cho nên ăn không có tanh. Mà Nhân nghĩ là cái món này á, nếu mà nguội là chúng ta ăn không có được. Hoặc là những người nào mà thanh kỹ tính á, thì chắc là các bạn cũng cảm thấy khó ăn. Còn riêng cái món lòng này thì đúng là tuyệt vời. Cái món ăn này rất là rẻ, một cái mắt như vậy là nó chỉ có 40.000 thôi các bạn. Cho nên là theo bản thân Nhân thì đây đúng là hai cái món đáng thử khi chúng ta ra Phú Yên. Và mới nãy khi mà kho thực đơn thì mình thấy là ở cái quán này còn một số cái món nữa như là gọi cá mai rồi trứng hấp vân vân, thì có lẽ là chắc là chiều mời mình sẽ trả lại để tranh thủ trong những ngày ở Phú Yên này thì cũng thưởng thức những cái món ăn đặc trưng về cá ngừ đại dương của cái xứ Nậu này. Các bạn thân mến, nếu nhắc đến ẩm thực mà không nhắc đến hải sản của Đầm Ô Loan thì đúng là một thiếu sót. Bởi vì tại đây được mệnh danh là một cái thiên đường hải sản của Phú Yên. Về phía Bắc, khi chúng ta đến trải nghiệm tại cái gành đá đĩa thì trên chuyến về thì nhất định là chúng ta cũng phải ghé đây. Ở đây thì Đầm Ô Loan có rất là nhiều cái loại hải sản, nhưng mà nổi tiếng nhất thì vẫn là cái món sò huyết Đầm Ô Loan. Cái con sò huyết rất là lớn luôn các bạn. Nhưng mà rất tiếc thì Nhân cũng không có khoái khẩu với cái món sò huyết nên là Nhân không có thưởng thức. Ngoài sò huyết ra thì có rất là nhiều loại ốc, rồi những cái loại cá cũng như là ghẹ rồi tôm tích vân vân. Ở đây thì hải sản rất là đa dạng phong phú. Chúng ta có thể vừa thưởng thức hải sản, chúng ta ở trên những cái nhà sàn đó các bạn, chúng ta có những cái view ngắm cảnh thì hết sức là tuyệt vời. Bây giờ thì hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai, nhưng ở tại Tuy Hòa thì Nhân cũng lại tiếp tục trở lại cái quán của bà Tám để Nhân trải nghiệm những cái món ăn từ cá ngừ. Lần trước thì Nhân chỉ có thưởng thức mắt cá ngừ với lòng cá ngừ xào thôi, và hôm nay là Nhân nhất định sẽ thử một cái món, đó là cá ngừ sống. Nguyễn Thành Nhơn xin kính chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì Nhân đang có mặt tại quán bà Tám. Đây là cái quán mà ngày hôm qua là Nhân cũng đã ghé rồi, trải nghiệm cái món mắt cá ngừ rất là ngon. Thì Nhân có thấy một cái món là cũng là cá ngừ, bị cái lát này là bát chiên gì đó mà. Thì nó có một cái món là cá ngừ chấm với mù tạt, đây là cá ngừ sống. Cái món này thì nó thật là từ nào giờ Nhân chưa có trải nghiệm, và sẵn đây thì Nhân cũng muốn trải nghiệm thử một lần để coi như ăn nó như thế nào. Ở đây thì họ có cho mình một cái tiếp mù tạt như thế này. Thì nó rất là nồng, rồi chúng ta sẽ rồi cái tường về cho nó có cái độ mặn. đúng ra đó là mình nhìn thấy cái miếng cá sống thì cũng rất là ghê, nhưng mà cái món này cái miếng cá này là người ta bỏ vô trong lạnh này các bạn, lạnh lắm, lạnh tê tay luôn á. Nhưng mà Nhân nghĩ rằng mình ăn cái gỏi cá thì cũng là con cá sống thôi, mà gỏi cá mà ăn được thì cá ngừ thì Nhân nghĩ cũng ăn được, mà Nhân nghĩ là chắc có lẽ là cũng ngon, cho nên là cũng có nhiều người cũng hay nhắc tới cái món này, chỉ có Nhân là chưa có dịp trải nghiệm thôi. Đây thì họ có cải, các loại rau thơm cũng như là tía tô, rồi các loại rau húng cây như thế này. Trước hết thì Nhân sẽ nếm mù tạt, theo nguyên tắc là mù tạt á, để mà chống nó giống như bị sốc các bạn, bị sặc á, là chúng ta nếm trước để giống như mình nhử á. Đã lắm, nếm vô cái là nó nằm luôn tới là muối luôn các bạn. Đấy, ra một miếng cá ngừ để ở đây. Ở đây họ có cho đậu phộng, không biết phải là rồi cũng bỏ tại giờ còn đây gói lại. Thử nha các bạn, nếu mà được thì Nhân tiếp tục, còn không được thì coi như cũng là một cái trải nghiệm. Nhân cam đoan các bạn luôn, cực kỳ ngon, không hoàn toàn không có mùi ngon, rất là ngọt luôn, mà cái mù tạt này nó cũng không quá nằm nữa. Tóm cái thử đi, rất là ngon. Thật ra đó là Nhân không nghĩ rằng cái món này nó ngon như vậy các bạn, đó là Nhân nói thật lòng. Khi mà nói á, thì ai mình cũng thấy gớm, nghĩ là cái con ăn cá thấm thì rất là ghê, nhưng mà đây là lần đầu tiên Nhân ăn, nhưng mà Nhân nó thật rất là ngon. Cái này là cái món chúng ta đáng thử luôn á. Ở Phú Yên thì đặc sản là cá ngừ, thì hôm qua thì Nhân đã ăn cái mắt cá ngừ thì cũng ngon rồi, thì hôm nay Nhân quyết định trở lại để mà ăn, chủ yếu ăn cái món cá ngừ chấm bột bạc này. Giờ Nhân đưa thêm một cái món ức cá ngừ nướng này các bạn. Đó, và cháo hải sản. Đây là ba món Nhân sẽ trải nghiệm. Nhưng mà Nhân nói lại là cái món này nè là không, chúng ta không có dễ kiếm ở trong những cái vùng mà nhất là vùng miền Tây các bạn. Ra miền Trung thì chỉ có Phú Yên thôi, chứ Nha Trang thì Nhân cũng chưa thấy, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Thịt cá rất là mềm, ngọt, mà hoàn toàn không có miếng tanh luôn. Hàng gì của người Nhật á, cái món cá ngừ mà sống này là thái khẩu của người Nhật. Mình ăn thì cũng bắt chước theo người Nhật thôi, có gọi món sushi của Nhật á. Nhưng mà không biết là ở bên Nhật họ có chấm những cái loại, họ có cuốn những cái loại rau giống như mình hay không, nhưng mà Nhân thấy cái rau cải xanh thì nó cũng có độ nồng, những cái rau thơm này thì nó cũng thơm rồi, nhưng mà đặc biệt cái cá nó không có tanh, thì dù chúng ta ăn vô rất là ngọt, giòn. Có thấy nào? Nồng hả? Nhưng mà cá ăn cái đó ngon, thấy nó có tanh hay là nó cái cắm vô một tạt rồi thì nó đâu có tanh. Nhưng mà nó ngọt lắm, nó ngọt. Nó không phải có một cái nguyên nhân cho nên là người ta mới ăn sống, chứ nếu mà nó không ngon thì người ta không ăn, nghĩ là nó sẽ ngon cho nên ta ăn sống, là thay vì phải chế biến. Mà như vậy thì Nhân đã trải nghiệm được cái món cá ngừ sống này chấm bột tạt lần đầu trải nghiệm, thì đây cũng là một cái món mà Nhân cho là rất là đáng thử, rất là ngon. Khi mà các bạn có đến Phú Yên thì các bạn cứ thử, những bạn nào mà chưa có dịp mà ăn cái món cá ngừ mà chấm bột tạt này thì các bạn nên thử. Nhân cam đoan các bạn là chúng ta sẽ thích ở cái món này. một cái thiên đường hải sản nữa ở tại Tuy Hòa, đó là cái vịnh Vũng Rô đó các bạn. Vịnh Vũng Rô thì nó nằm về cái phía nam, đi ngược vào phía Nha Trang á, của Phú Yên. Khi những du khách mà chúng ta tham quan tại cái vịnh tàu không số, hay là chúng ta đi Mũi Điện, Bãi Môn, thì chúng ta cũng phải tạt qua để chúng ta tham quan ở cái Vũng Rô. Và cái điều không thể thiếu đó là chúng ta xuống những cái nhà bè để chúng ta thưởng thức những cái món hải sản tươi sống đặc sắc ở tại cái vịnh Vũng Rô này. Thì cái bảng giá ở đây thì Nhân thấy cũng khá là cao. Tuy nhiên bù lại thì ở nơi này thì chúng ta được thưởng thức những cái loại hải sản tươi sống. Chúng ta có thể là tự tay chúng ta ra chúng ta chọn những cái hải sản mà người ta nuôi trong những cái dèo lưới như thế này các bạn. Từ những cái loại tôm hùm, các cái loại sò, rồi đến những cái loại cá, ghẹ, tôm, nói chung là có đầy đủ hết. Thì ở đây á, hải sản nó có phần đa dạng hơn hơn cả ở đầm Ô Loan đó các bạn. Và cái view ở đây á, thì hết sức là tuyệt vời, bởi vì những cái quán này á, là những cái nhà sàn, nhà nổi á, ở trên giữa vịnh. Khi mà chúng ta đến đây á, thì họ có những cái phương tiện như là cano á, là họ đưa chúng ta từ bờ ra đây để chúng ta thưởng thức hải sản. Sau khi thưởng thức xong thì họ lại trả chúng ta trở lại bờ. Đây cũng là một cái điểm mà để chúng ta trải nghiệm những cái món ăn hải sản cũng rất là tuyệt vời luôn là các bạn. Thì đó là những cái món ăn mà Nhân đã trải nghiệm được khi đến với cái thành phố Tuy Hòa, cũng như là những cái điểm đến ở tại Phú Yên. Nhân chia sẻ cho các bạn để các bạn cũng có thể là trải nghiệm được một cái phần nào những cái sự khác lạ về mặt ẩm thực của tại cái xứ Nẩu này, để rồi các bạn khi nào có dịp đến Phú Yên thì các bạn cũng thử trải nghiệm một lần để chúng ta có những cái cảm giác chúng ta so sánh những cái thức ăn ở vùng miền như thế nào nha các bạn. Giờ này thì Nhân xin kết thúc cái video chia sẻ trải nghiệm những cái món ăn tại thành phố Tuy Hòa, cũng như là ở tại các điểm đến của tỉnh Phú Yên. Nhân cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Nhân trong cái video này. Xin các bạn cũng nhớ tiếp tục ủng hộ cái kênh Nguyễn Thành Nhơn Vlog, cũng như là những cái kênh karaoke của Nguyễn Thành Nhơn, để rồi Nhân sẽ có nhiều dịp cùng giao lưu với các bạn hơn nữa. Nhân thật cảm ơn các bạn. Giờ này thì Nhân xin tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những cái video trải nghiệm tiếp theo.